từ trong nhà ra là phải đi 7 km đường như thế này mọi người ạ, vất vả luôn đấy. Xin chào tất cả mọi người lại quay trở lại với channel của mình nhá. Và hôm nay mình lại tiếp tục đi làm với cái công việc chính của mình, đó là đi nhặt ốc xong mọi người ạ. Hôm nay hai vợ chồng em đi ở cái khu này thì chỉ những ngày đi nương đi rẫy thì chỉ có thể đi nhặt ốc này, chặt hoa chuối này, đi làm thuê làm nướng kiếm tiền thôi mọi người ạ. Bây giờ thì vợ em đang nhặt đi. Đây mọi người ơi, mọi người thấy con ốc không? Đây này, nó chỉ to bằng này thôi. Có con thì nó to hơn nhá, nhưng mà có con thì nó chỉ bằng này thôi. Vài đồng hồ nhạc thì bây giờ được cái đống này này, được cái này này, mọi người thấy không, ngon lắm rồi nhá, to nhỉ, thì to không đây thì đâu rồi. Hai vợ chồng nhạc hơn 2 tiếng ấy, mới được bằng này, chắc được 5-6 cân. Cái này là vào mùa hè thì cưỡi trần xong này lặn xuống bạn thì nó dễ hơn, vào cái mùa rét này thì khổ thật. Nhưng mà vào cái mùa hè thì họ lại không mua đấy chứ, thế mà đều không, mà cả mùa hè cũng mua thì mùa hè thì họ có mua thì cũng mua cái giá nó rẻ hơn, không được giá như cái mùa rét này, nó là làm khổ nhau như thế chứ. Đấy. Đây là cái kính, cái dụng cụ nếu mà trời nắng nắng thì không lạnh thì đổ lên đầu rồi mình lặn xuống, nhưng mà trời lạnh như thế này thì mình cầm để soi như thế này thôi cho nó thấy rõ. Mọi người thấy rõ không? Đấy kìa, thế con ốc kia không? Đấy, đây đó, bình thường nhìn cũng thấy đúng không, nó cũng được gió cho mình cầm cái này thì nó sẽ không bị cái nước làm cho nó mờ đấy. Rồi nhìn khá là rõ này. Cái dụng cụ đâu kia có đâu nhỏ xíu, kia nó nhỏ ạ. Chiếc túi nó luôn, nó còn lẳng này. Chiếc túi này đây này. Đây. Sau một hồi thì hai vợ chồng nhặt một bụi thì được tầm khoảng chục cân. Chuyển xuống. Và bây giờ chuẩn bị trở về nhà rồi. Để trở sang bên Tuyên Quang đi bán. Đi bán bên kia. Rồi bên mình bên này thì không ai mua. Thank you.
chưa vào cái mùa mưa này thì thế này đâu, cho nên mỗi lần mà trời mưa thì rất là ngại ra ngoài. Cái đoạn đường đã là từ cái thôn của mình ra ngoài đường cái là 7 cây số mọi người, và cái mùa mưa này thì rất là trơn luôn, trơn lầy lội luôn, không muốn ra đường, không muốn đi đâu luôn, nói chung là không đi được. Giờ thì ra đến ngoài đường nhựa mọi người ạ, nhưng mà vẫn còn phải đi thêm 13 km nữa thì mới đến cái chỗ mà bát ốc nhá mọi người. Mà mọi người chờ xem mình đến cái chỗ bán ốc nó như thế nào nhá. Bây giờ thì đến là chỗ bán rồi mọi người ạ. Và khả năng là mình tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhá. Bye bye mọi người.